Okay, decrease me there. What? No, leave me alone. Leave me at. Put me down. Yes, I stay here in Kotane, but this is home. Oh, home. Me stay here. Bus stop. Bus stop. Yes. Vậy thì chúng ta sẽ chính thức bắt đầu lấy lại gốc từ kỹ năng nào nhỉ? Cái tuyệt kỹ mà lần đầu tiên mình chia sẻ với các bạn trên kênh Sophia Here, mình sẽ chọn là Your Billionaire Boyfriend và biên kịch ra một câu chuyện tình giữa mình và cái nhân vật đó. Hello, hello, it's Sophia here and welcome back to my channel. Trước khi bắt đầu thì mình muốn nhấn mạnh rằng là mình cũng giống như các bạn thôi, mình lớn lên ở tỉnh lẻ, đến tận năm lớp 3 mình mới bắt đầu học tiếng Anh. Gia đình mình thì không có ai nói được tiếng Anh cả, mình cũng không đi du học, mình cũng chưa từng học ở trung tâm với giáo viên bản ngữ. Sau 6 năm học tiếng Anh trên trường lớp thì mình chỉ có học vẹt ngữ pháp là giỏi thôi, chứ còn không thực sự là nói hay viết hay là nghe được tiếng Anh. Cho đến khi mà mình quyết tâm là mình sẽ học tiếng Anh để thi vào trường chuyên, mình bắt đầu mầy mò các cái phương pháp để lấy lại gốc tiếng Anh một cách bài bản và đồng đều cả 4 kỹ năng. Những cái điều mà mình đúc kết được nó thực sự game changer đối với mình ước rằng là có ai đó đã nói với mình sớm hơn. Và nếu như bạn xem video này, bạn cũng sẽ nhận ra rằng là các bước bạn nên làm để lấy lại gốc tiếng Anh gần như đi ngược lại với cái lộ trình học tiếng Anh truyền thống ở trên trường lớp. Bước đầu tiên, hãy xác định level hiện tại của bạn, bởi vì mất gốc thì cũng có mất gốc tít, mất gốc giác, đúng không? Bạn có thể đánh giá trình độ hiện tại của bản thân theo thang đo châu Âu CFR hoặc là theo bên điểm IELTS, cũng là một cách rất là phổ biến. Thì mình sẽ để đường link cho hai cái bài test hoàn toàn miễn phí ở trong phần mô tả. Bước thứ hai, bạn hãy lấy giấy bút ra và bắt đầu viết xuống cái mục tiêu trình độ tiếng Anh mà bạn muốn đạt được, cũng như lý do động lực khiến bạn học tiếng Anh là gì. Mục tiêu của bạn nó phải đạt được tiêu chí SMART, Specific, Measurable, Achievable, Relevant and Time-Based. Nếu như bạn đặt mục tiêu là tôi sẽ học tiếng Anh mỗi ngày thì 90% là bạn sẽ không thực hiện được điều đấy. Emotional damage. Nhưng nếu như bạn đặt mục tiêu là tôi sẽ dành 30 phút mỗi ngày vào lúc 9 giờ tối ở trong phòng khách để học tiếng Anh thì khả năng bạn thực hiện được việc đấy nó đã nhân đôi lên rồi đấy. Cái yếu tố mang tính khả thi nó cũng sẽ liên quan đến cái bước mà bạn vừa làm. Bạn có thể lên Google search là ví dụ như để từ band 4 cho đến band 6 thì mất khoảng bao nhiêu thời gian, thì bạn sẽ biết được là mình nên đặt mục tiêu là như 6 tháng tới tôi sẽ thi IELTS với mục tiêu là đạt được IELTS 6.0 nhỉ? Lý do bạn cần biết được cái động lực học tiếng Anh của bạn là gì là để xác định trọng tâm khi học. Bởi vì ví dụ như bạn là một hướng dẫn viên và bạn học để có thể dẫn đoàn khách nước ngoài tham quan Việt Nam chẳng hạn, bạn chỉ cần tập trung vào kỹ năng nghe và nói thôi, bạn có thể bỏ qua ngữ pháp và không cần chú trọng vào kỹ năng đọc và viết. Nhưng ngược lại, ví dụ như bạn học tiếng Anh để đi học thạc sĩ ở nước ngoài chẳng hạn, thì chắc chắn là bạn sẽ phải học đồng đều cả 4 kỹ năng để có thể thi những cái chứng chỉ như là IELTS hay là TOEFL. Và bạn có thể thực hành điều đấy ngay bây giờ bằng cách viết cái mục tiêu học tiếng Anh của bạn ở dưới phần comment cho mình biết nhé. Xong bước chuẩn bị, vậy thì chúng ta sẽ chính thức bắt đầu lấy lại gốc từ kỹ năng nào nhỉ? Dù mình đã nói điều này rất nhiều lần trên kênh của mình, nhưng mình vẫn cần phải nhắc lại một lần nữa, đó chính là phát âm là nền tảng của tất cả các kỹ năng khi học ngoại ngữ. Bất kể là bạn học ngôn ngữ gì thì bạn cũng luôn luôn nên bắt đầu từ việc phát âm đúng trước, hay nói chính xác hơn là bạn hãy bắt đầu từ việc sửa lại cái phát âm sai của mình trước. Có lẽ là các bạn đều đã biết đến cái bảng phiên âm quốc tế IPA. Mình khuyên rằng là bạn nên dành ít nhất là 1 đến 2 tuần đầu để thực sự là học thuộc cái cách phát âm đúng này, chứ không chỉ đơn thuần là để biết. Bởi vì chúng ta đang phải ghi đè một cái kiến thức đúng lên trên những cái kiến thức sai mà chúng ta đã tích lũy trong rất nhiều năm trời. Một cái tư tưởng sai lầm mà mình thấy rất nhiều bạn mắc phải đấy là sự khác biệt trong việc phát âm các âm tiết tiếng Anh nó chỉ đến từ việc bật hơi hay không bật hơi, rồi hơi dài hay là hơi ngắn. Nhưng trên thực tế là nó còn rất nhiều yếu tố khác, ví dụ như là cách đặt lưỡi này, vị trí môi, vị trí răng. Mình khuyên mọi người nên lên kênh của cô Rachel hoặc là cô Lucy để được họ hướng dẫn một cách thật sự là chuẩn xác và chi tiết. Cách của mình ấy là mình sẽ xem video, sau đó ghi âm lại bản thân phát âm âm đó, nghe lại so sánh với video xem là đã chuẩn hay chưa, có cần điều chỉnh điều gì hay không, lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi nào mà nó trở thành một phần bản năng của mình có thể bật ra khỏi đầu mà không cần phải dừng lại và suy nghĩ ấy. Đấy là cách bạn có thể hoàn toàn tự sửa phát âm tiếng Anh ngay tại nhà mà không cần tốn một đồng nào cả. Nghiên cứu của các nhà ngôn ngữ học đã chỉ ra rằng là chúng ta chỉ cần 625 từ vựng phổ biến nhất là đã có thể bắt đầu sử dụng một ngôn ngữ rồi. Trên thực tế thì học sinh Việt Nam lên đến cấp trung học cơ sở, số lượng từ vựng tích lũy được đã vượt xa con số này. Thì Sophia ơi, mình luôn cảm thấy là mình thiếu từ vựng, hoặc là mình rõ ràng biết từ đó nhưng mà khi cần phải nói hay viết nó ra thì đầu óc mình cứ trống rỗng ấy. Sau nhiều năm dạy tiếng Anh thì mình cũng đã tổng kết ra được hai cái lý do chính cho vấn đề này. Lý do thứ nhất đó chính là bởi vì chúng ta không sử dụng hết tất cả các giác quan khi học từ vựng. Thông thường ấy là chúng ta làm bài đọc chẳng hạn, hay là một cái bài ngữ pháp và chúng ta gặp từ mới thì chúng ta sẽ chép từ mới đó vào. Và như cái thời mình đi học ấy là giáo viên sẽ bắt học từ mới bằng cách gì? Chép đi chép lại rất nhiều lần. Vậy thì chúng ta mới sử dụng cái gì? Chúng ta mới sử dụng mắt và chúng ta sử dụng tay để viết nó thôi, đúng không ạ? Chúng ta chưa sử dụng tai hay là miệng mình để dùng cái từ vựng đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ không nói được hay là nghe hiểu được cái từ vựng đó rồi. Vậy nên khi bạn học từ mới thì bạn cần phải
phải nghe từ điển phát âm này và lặp đi lặp lại rất nhiều lần, giống như là mình đi tập gym cho cơ miệng của mình ấy, để có được cái muscle memory. Cái nguyên nhân thứ hai mình nghĩ khả năng cao là bạn đã từng nghe đến ở đâu đó rồi. But it bears repeating again. Always learn vocab with context. Đừng bao giờ học từ vựng chết hay học từ vựng sống. Nếu như mà chúng ta học từ vựng mà không nhìn thấy nó trong những cái văn cảnh hoàn cảnh khác nhau thì nó sẽ giống như kiểu là chúng ta quen một anh này trên Tinder và nghĩ rằng là mình đã hiểu người yêu của mình, cho đến một ngày anh ấy cắm cho bạn một cái sừng dài 2 mét. Nó cũng giống như là bạn nghĩ rằng mình biết từ novel là tiểu thuyết rồi, cho đến một ngày nọ bạn gặp nó trong một cái đoạn văn, một cái văn cảnh khác và với một cái nghĩa khác. Hóa ra là nó còn có một nghĩa nữa là mới lạ, giống như cách anh ta bỏ bạn vì theo đuổi những sự mới lạ. Mình có thể ra cắt lượng được là sẽ có những bạn comment dưới video này: ui, bạn này có năng khiếu nên là bạn thấy việc học dễ dàng, chứ còn tôi học từ vựng tiếng Anh như đấm vào đầu. Mình biết, mình hiểu mà. Nhưng mà chúng ta hãy thử tiếp cận nó từ một cái góc nhìn khác xem sao. Thay vì nghĩ rằng là nó là một cái môn học mình phải học, thì tự hỏi bản thân là mình có thể học những từ vựng gì phục vụ cho công việc, cho cuộc sống của mình hay không. Mình quen một người bạn học điện lực. Trường bạn này thì nổi tiếng bởi vì là hơn 50% sinh viên ra trường muộn bởi vì không thi được chứng chỉ tiếng Anh. Và bạn mình thì thực ra là lĩnh vực học tập thì bạn ấy cũng chỉ là trung bình thôi, nhàng nhàng thôi. Thế nhưng mà bạn ấy pass chứng chỉ tiếng Anh trong một nốt nhạc. Nhờ cái gì? Nhờ việc là hàng ngày kiểu WhatsApp bro với các đồng đội ở trên LOL. Cho nên mình thực sự khẩn thiết, tha thiết khuyên các bạn là hãy cố gắng tìm một cái mối liên hệ giữa việc học tiếng Anh với một cái sở thích thú vui gì đó trong cuộc sống của bạn. Nó sẽ giúp cho việc học trở nên dễ thở hơn và dễ duy trì, kiên trì theo đuổi nó hơn. Về phương pháp học từ mới của mình thì nó cũng không phải là cái gì độc lạ bình dương, fantastic world class class of Titan gì hết. Mình sử dụng Spaced Repetition và Active Recall. Hàng ngày mình đặt mục tiêu là mình sẽ học 10 từ mới. Mọi người biết mình học lúc nào không? Mình học cái lúc đi từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Nhưng mà mình đi xe đạp với mọi người. Mình sẽ kiểu giống như là viết một cái mẩu giấy rất là nhỏ để trong lòng bàn tay như này, xong cứ lúc nào dừng đèn đỏ thì mình mở ra mình xem. Cái này nó hơi nguy hiểm và mình không khuyến khích mọi người áp dụng, nhưng mà thực sự là với một cái đứa rất là ghét thời gian chết như mình ấy, thì mình đã chọn được một cái thời điểm vàng rất là thích hợp để mà mình có thể giống như là tập trung, không bị sao nhãng bởi những việc khác, để học từ vựng. Sau khi đã tích lũy được vốn từ vựng cơ bản thì chúng ta nên bắt đầu việc nghe tiếng Anh hàng ngày, sử dụng comprehensible input. Nói đơn giản chính là việc bạn lựa chọn những cái tài liệu nghe mà phù hợp với level hiện tại của bản thân. Ví dụ như là cái hồi mình mới học tiếng Trung ấy, mình rất là hay xem video dành cho trẻ con bên Trung Quốc, bởi vì cái level của mình lúc đó cũng tương tự như các em nhỏ mà. Nhưng điều khác biệt ở đây các bạn cần lưu ý đấy là các em bé học ngoại ngữ theo cách thụ động sẽ mất ít nhất là 1 đến 3 năm để có thể bắt đầu thực sự nói được ngôn ngữ đó. Còn chúng ta là người lớn mà, chúng ta có siêu năng lực đấy là biết tra Google, cho nên là chúng ta có thể chủ động hơn trong việc tiếp thu cái đầu vào và đẩy nhanh cái quá trình học lên. Mình khuyên mọi người nên dành ít nhất là 1 tháng để tắm ngôn ngữ, nghe video, xem phim hay là nghe nhạc bằng tiếng Anh hàng ngày. Nếu như mà bạn hỏi mình cái bí kíp luyện nghe tiếng Anh là gì thì mình nghĩ rằng nó chỉ tóm tắt trong một câu thôi, đấy là repetitions is the key to learning. Đừng xem 100 video, hãy xem một video 100 lần. Ví dụ như là bạn thích BTS chẳng hạn thì bạn chọn cái bài phát biểu của BTS ở Liên Hợp Quốc và bạn xem video đó với phụ đề tiếng Việt trước để bạn thực sự hiểu và nắm được nội dung. Sau đó thì bạn chuyển sang xem video đó bằng phụ đề tiếng Anh. Lúc này thì bạn không cảm thấy quá là ngợp bởi vì bạn có thể nhìn hình đoán chương trình được rồi. Và khi mà bạn đã xem đủ nhiều lần và bạn tự tin rồi, bạn có thể chơi lớn và quyết định xem video không có phụ đề. Mình thì thường là hay xem những cái diễn viên hài độc thoại về talk show ấy, bởi vì cái gì buồn cười thì nó sẽ đi vào lòng người nhiều hơn. Now we're in America, okay? In America, we're supposed to do what we love. He was like, no. Everyone does what they hate for money and use the money to do what they love. Đây sẽ là một số những cái kênh mọi người có thể tham khảo để sử dụng làm nguồn nghe hàng ngày của mình. Luyện nói tiếng Anh. Nếu như bạn là người nghiện YouTube hay là TikTok thì đừng vội xóa hai app này. Hãy lợi dụng nó để biến nó thành một phương pháp luyện nói tiếng Anh hàng ngày cho bản thân. Ví dụ như bạn có thể lên TikTok tìm một cái video của một idol, một người nổi tiếng ở đấy mà bạn yêu thích. Công việc duy nhất mình cần làm đấy là listen and repeat. Mình sẽ làm mẫu luôn cho mọi người xem nha. People are paying more attention to creating the best possible metaverse world. People are paying more attention to creating the best possible metaverse world. It transcends many boundaries. It transcends many boundaries. Reality and virtual reality, time and space. Reality and virtual reality, time and space. And genres and generations. And genres and generations. Và bạn cứ làm như thế cho đến hết cái video đó, làm đi làm lại cho đến khi nào bạn cảm thấy là mình nói giống với lại cái người phát biểu nhất có thể, từ phát âm cho đến tông điệu, tốc độ nói, rồi cách nhấn nhá nữa. Một cách tương tự khác bạn cũng có thể áp dụng đấy là bạn tìm những cái video speaking challenge á. Ví dụ như mình rất là mê cái flight announcement challenge thì mọi người có thể search cái chữ là beginner để họ cho cái tốc độ của nó chậm hơn. Đây ví dụ mình sẽ xem cái video này và mình sẽ đọc những cái chữ mà xuất hiện trên màn hình.
Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight 123 to New York. This is your captain speaking. I would like to introduce our flight crew for today. First Officer John Smith and flight attendants Mary Jones and David Lee. We are currently third in line for takeoff and we are expected to be in the air in approximately 7 minutes time. We ask you to please fasten your seat belts at this time and secure all your baggage underneath your seat or in the overhead compartments. We also ask that your seats and table trays are in the upright positions for takeoff. Please turn off all personal electronic devices, including laptops and cell phones. Smoking is prohibited for the durations of the flight. Thank you for your attention and enjoy the flight. Những cái cách luyện tập như thế nó sẽ giúp mọi người thấy đỡ chán hơn và kiểu mọi người nhận thấy được cái sự tiến bộ dần dần lên của mình hàng ngày ấy, khi mọi người xem những cái người khác cũng đang thực hiện cái challenge tương tự như vậy. Đến level tiếp theo chúng ta cần luyện tập để có được cái khả năng tổ chức thông tin một cách logic rành mạch hơn, có ý chính, có ý bổ trợ, có cái sự liên kết bằng những cái linking devices hay là redundant words. Mình khá là may mắn bởi vì hồi mình học đội tuyển quốc gia ấy, thì mình ôn thi nói theo cái format đề của speaking IELTS nên được các thầy cô chấm chữ rất là kỹ về những tiêu chí này. Nhưng mình cũng hiểu rằng là với những bạn mà đang lấy lại gốc thì mọi người sẽ dễ cảm thấy tự ti. Và đặc biệt là nếu thêm cả combo hướng nội giống như mình ấy thì sẽ rất là ngại khi phải nói chuyện trước nhiều người bằng tiếng Anh, vì mình cũng sợ bị sai, sợ bị đánh giá ấy. Nhưng mà chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng là những kỹ năng như là nói hay là viết muốn cải thiện nhanh ấy thì rất cần phải có feedback. Nếu mà chỉ luyện tập mà không có feedback thì cái hiệu quả của mọi người nó sẽ phải giảm đi một nửa ấy. Nhưng mọi người cũng đừng vội lo lắng bởi vì công nghệ bây giờ rất là phát triển và chúng ta hoàn toàn có thể luyện tập cả 4 kỹ năng tiếng Anh ngay tại nhà. Đặc biệt là đối với những bạn đang mong muốn thi chứng chỉ IELTS thì mình xin giới thiệu với mọi người một nền tảng đó chính là Prep. Rất là trùng hợp khi Prep reach out đến mình thì mình cũng đang cân nhắc thi lại IELTS bởi vì mình chưa thực sự hài lòng với cái điểm số IELTS của mình lắm và hồi đó mình cũng thi khá là vội vã. Thì chúng mình hãy cùng nhau dùng thử phòng speaking ảo của Prep để xem là sau 5 năm thì kỹ năng speaking của mình nó có thu chồm chút nào không nha. Phòng speaking ảo sẽ có hai chế độ là chế độ luyện tập và chế độ phòng thi. Trong đó chế độ luyện tập thì mọi người sẽ được phép nhìn vào câu hỏi để mọi người dần dần làm quen với lại format thi speaking. Còn chế độ phòng thi sẽ có một examiner đặt ra câu hỏi cho mọi người giống như là đi thi thật để mọi người tăng cái tốc độ phản xạ cũng như là tâm lý khi ở trong phòng thi. So I would like to tell you about a friend of mine who is a remarkable person when it comes to cooking for other people. I have known her for a long time since she happens to be the wife of one of my elder cousins. She is also a teacher, a rather busy teacher I might add by profession. Mình có chút việc bận và bây giờ mình mới về đến phòng để có thể mở kết quả ra xem. Và mọi người sẽ chỉ cần 60 giây thôi là sẽ có kết quả. Ngủ quá. Congratulations, yes, đã chưa không? Ở đây phòng speaking ảo sẽ transcribe toàn bộ bài nói của mình từ dạng tiếng sang dạng chữ. Đầu tiên thì Prep sẽ nhận xét về từ vựng mình đã dùng trong bài giống như kiểu một dạng ghi nhận và khích lệ về những gì mình đã làm được và sau đó khéo léo đưa ra những cái gợi ý mình có thể làm tốt hơn như thế nào. Ví dụ như ở đây bài gốc mình nói là To be honest, I am not a great cook. Phần nâng cấp từ vựng, Prep gợi ý là mình có thể diễn đạt lại thành là To be frank, I must admit that my skills as a cook are less than stellar. Ben 9 trong tầm tay luôn. Và tất nhiên là không thể thiếu phần sửa lỗi phát âm và ngữ pháp. Trong đó phần phát âm là chữa kỹ đến từng âm tiết một trong một từ. Và Prep cũng đưa ra hướng dẫn là từng âm đó phát âm đúng phải như thế nào. Tương tự với lỗi ngữ pháp. Bài mẫu chính là phần yêu thích nhất của mình bởi vì giống như khi mình học văn ấy, mình được 7 điểm thì mình sẽ luôn thắc mắc là ồ thế cái đứa được 9 điểm nó phải viết hay như thế nào nhỉ? Thì tham khảo những cái bài mẫu như này giúp mọi người học cách triển khai ý hay hơn, có chiều sâu hơn, thấu hiểu nỗi lòng của những bạn đang ôn thi IELTS. Prep rất tâm lý gửi tặng các bạn theo dõi kênh Sophia Here mã giảm giá Prep 30 giảm 30% khi đăng ký từ hai khóa IELTS trở lên, tặng kèm 60 ngày sử dụng phòng luyện đề IELTS 4 kỹ năng, tặng thêm bộ 12 đề thi thật listening reading và bộ lật tẩy IELTS 7. Vậy thì mọi người còn chần chừ gì nữa, bắt tay vào học ngay thôi nào. Mình sẽ bật mí cho mọi người một cái phương pháp mà vừa có thể giúp mọi người học từ vựng với văn cảnh này, vừa luyện đọc này, thậm chí là còn có thể luyện nghe và luyện nói nữa. Mọi người có thể áp dụng cái phương pháp này với bất kỳ bài đọc nào mà mọi người đã có sẵn. Mình sẽ lấy ví dụ với bài đọc trên trang learnenglish.britishcouncil.org. Mọi người vào phần skills và phần reading và chọn cái level tương ứng với level hiện tại của mọi người. Mình sẽ chọn level B1 chẳng hạn. Sau đấy thì mình chọn một cái bài đọc mà mình cảm thấy bản thân hứng thú. Ví dụ như mình sẽ chọn bài đọc một cái hướng dẫn du lịch. Mọi người sẽ thấy ở đây bài đọc này nó rất là thực tế trong cuộc sống mà mình thực sự có thể sẽ gặp được khi mà mình đang có kế hoạch đi du lịch Thái Lan chẳng hạn. Nếu như mọi người có máy in thì mọi người có thể in cái bài đọc này ra.
Còn mình thì mình sẽ copy bài đọc này về một cái file Word như thế này. Nếu mà mọi người thấy bài này dài quá với cái sức đọc của mình, mọi người hoàn toàn có thể cắt bớt vài đoạn đi. Và trong bài đọc này, mình sẽ không yêu cầu bản thân là phải học hết tất cả các từ mới có trong bài, mà mình chỉ cần lựa theo cái sức mình thôi, kiểu thời gian và cái tốc độ học mình có thể học được khoảng bao nhiêu từ. Ví dụ như là mình chỉ cần chọn ra khoảng 5 từ mới trong cái bài này, và sau khi mà mình đã bôi vàng nó, mình sẽ bắt đầu đi tra nghĩa của những cái từ này. Nếu như mình học từ mới qua Quizlet chẳng hạn, thì mình sẽ bắt đầu tra nghĩa của từ và điền những cái từ mới này vào đây. Rồi mình sẽ lấy ví dụ trực tiếp ở trong cái bài này luôn. Mình sẽ copy nguyên cả câu này, làm câu ví dụ luôn. We learn with context, right? Sẽ có những từ mà có thể là bạn không tra được nghĩa ở trong từ điển TFLAT hay là Oxford thì sao? Thì bạn hãy luôn niệm chú trong đầu là cái gì không biết thì tra Google. Mình sẽ tra cái cụm từ này lên trên Google, footstands, kèm với chữ là meaning hoặc là footstands là gì. Đó, thì bạn sẽ ngay lập tức được đưa ra một cái định nghĩa của footstands. Người ta gọi là food booth hoặc là food kiosk, a temporary structure used to prepare and sell food to the general public. Và để cho chắc ăn nữa thì bạn sẽ ấn vào phần hình ảnh để nhìn và ở xem cái food stand nó đã đúng là cái food stand mà mình đã nghĩ đến trong đầu hay chưa. Nó giống cái xe đẩy bán hàng rong ở Việt Nam rồi đấy. Quay về cái bài đọc này và bạn bắt đầu làm những cái bài đọc mà trang web họ cung cấp sẵn cho mình. Ví dụ như là có cái phần học về từ vựng này, rồi bạn được làm bài về độ hiểu của bạn về bài đọc này này. Sau khi mà làm xong những cái bài tập này thì bạn sẽ tiếp tục một bước cuối cùng cho mình, cái tuyệt kỹ mà lần đầu tiên mình chia sẻ với các bạn trên kênh Sophia Here, đó chính là cách tạo ra một cái close. Close là những cái bài tập điền từ vào chỗ trống ấy mà giáo viên hay cho bạn làm trên lớp ạ. Thì bây giờ bạn cũng tự về cái bài đọc mà bạn có, bạn copy nguyên cái bài đọc này lên cái trang web Close Test Creator này. Bạn chọn là mình sẽ tự chọn cái từ nào mà mình muốn biến thành từ cần điền, đúng không? Dạng interactives, no clues. Rồi chọn tất cả những cái từ mà mình đang muốn học là từ traveler's spot. Và bạn có thể làm tương tự trên điện thoại nữa nhỉ. Rồi bạn ấn submit. Voila, bạn sẽ thấy wow, họ tạo cho bạn ngay lập tức một cái bài điền từ vào chỗ trống. Và bạn có thể điền trực tiếp ở trên này luôn. Ví dụ như bây giờ cái từ đầu tiên mình cần điền là where's a famous traveler spot, đúng không? Traveler. Thì bạn sẽ thấy là bài này nó sẽ chấm điểm cho mình ngay lập tức. Nếu như mà sai chẳng hạn, ví dụ như mình lại điền từ traveler vào đây, để bài sẽ báo là sai, bạn cần phải nghĩ ra một từ khác. Thì đây sẽ là một cái cách vô cùng thông minh và hiệu quả để bạn active recall, bạn chủ động gợi nhớ lại là những cái từ vựng hôm nay mình mới học là từ gì, và bạn sẽ ghi nhớ nó rất là sâu và rất là lâu. Nếu như mà cái nguồn học của bạn có sẵn audio thì càng tốt, và kể cả khi nó không có thì cũng không sao cả. Bạn lại một lần nữa copy nguyên cái đoạn văn đó lên trên Google Translate cho mình và bật cái nút listen này lên. Whether you're traveling to the islands or the mountains of Thailand, you're likely to spend at least one night in its capital city on the way. Bạn sẽ thấy là AI bây giờ nó đã quá là phát triển rồi. Họ đọc không khác gì người thật và phát âm, ngữ điệu nó đều tương đối là chuẩn. Bạn có thể cài đặt để cho họ đọc chậm lại tùy theo mong muốn của bản thân, và sau đó là bạn shadow lại những gì họ đang nói. Thế là bạn đã một mũi tên trúng 4 con chim rồi, đúng không ạ? Vừa luyện đọc, vừa luyện từ vựng, vừa luyện nói, vừa luyện nghe. Về kỹ năng viết thì mình sẽ không nói quá sâu trong video này, bởi vì đây thực sự là một kỹ năng khó và bạn nên chuẩn bị tốt nền tảng bằng các kỹ năng bên trên trước. Thế nhưng mà bạn vẫn nên đặt một cái mục tiêu, ví dụ như là mỗi ngày viết một câu bằng tiếng Anh kể về việc bạn đã làm được trong ngày hôm nay chẳng hạn. Cái mục tiêu nó phải đơn giản đến mức mà bạn sẽ cảm thấy thật là vô lý và ngốc nghếch nếu như mình nói rằng là mình không thể làm được. Ngay bây giờ bạn có thể mở điện thoại ra. Nếu bạn thích viết vào sổ thì bạn có thể lấy sổ. Còn ví dụ như mình thì luôn luôn có sẵn điện thoại ở trên người. Mình sẽ mở ghi chú. Ví dụ hôm nay là ngày 15 tháng 8 2023 chẳng hạn. Rồi hôm nay mình đã làm gì đúng không? I just made a video about... Mình muốn nói là mình vừa mới làm một cái video về... lộ trình học tiếng Anh. Lộ trình học tiếng Anh là gì nhỉ? Ok, thế thì mình sẽ mở từ điển TFLAT ra mình tra, đúng không? Mình sẽ tra là lộ trình. Mình thấy hai từ này có vẻ không giống một cái lộ trình mà mình đang muốn nói đến lắm. Mình hơi nghi ngờ cái từ này, nên mình sẽ cái gì không biết thì lại hỏi Google, đúng không? Mình sẽ search là lộ trình học tiếng Anh là gì. Đây, ví dụ có sẵn đáp án này. Và cái top search của Google trả về cho mình đấy là Learning Roadmap. Và hãy luôn luôn có trust issues với những cái gì mà mình tìm ra được, đúng không? Mình sẽ kiểu có thực sự đúng là Learning Roadmap hay không, thì mình mới lại đem nó lên search ở trên Google là Learning Roadmap for English chẳng hạn, đúng không? Viết chữ tiếng Anh vào đây. Là
bạn sẽ thấy là thực sự là có người ta có sử dụng từ roadmap để thể hiện cái lộ trình học tiếng Anh, đúng không? Ví dụ như người ta nói là English Fluency Roadmap hay là Roadmap to Learning English, Roadmap to Speak English. Mình thấy là cái The English Learner Roadmap nó khá là hay. Thế là mình sẽ dùng cái cụm từ này. I just made a video about the English Learner Roadmap. That's it. Rất là dễ, đúng không ạ? Dần dần khi bạn cảm thấy tự tin, thoải mái hơn với việc viết thì bạn có thể sử dụng những cái câu prompt như thế này để viết những đoạn văn dài hơn, và cứ tự tin sử dụng Google Translate rồi những cái cụm từ mẫu câu có sẵn trên mạng. Một cái công cụ nữa rất là hay mà mình mới phát hiện ra gần đây vì nó đang khá là viral trên TikTok, đấy là character.ai. Với công cụ này, mình sẽ được lựa chọn nhân vật mà mình muốn nói chuyện cùng, và nó có thể là một người thật hoặc là một nhân vật giả tưởng. Ví dụ như mình muốn nói chuyện với let's say Elon Musk chẳng hạn. Nhưng mà nên nhớ rằng là cái này nó chỉ là AI thôi nhỉ, một con AI chatbot chứ không phải thực sự là Elon Musk có thời gian rảnh lên đây nói chuyện với mình đâu. Đó, và họ sẽ tạo ra một đoạn hội thoại, đúng không? Mình có thể trả lời họ. I think changing Twitter to X is a failure. Và đợi Elon trả lời. You think changing a boring company that was on the cusp of bankruptcy to one worth $54 billion is a failure? Explain, I dare you. Nếu mà mình không hiểu, mình có thể dễ dàng là ấn giữ vào, nó sẽ copy vào cái clipboard và mình mở Google Translate ra. Mình dán cái câu đó vào đây và dịch sang tiếng Việt. Bạn nghĩ việc thay đổi một công ty nhàm chán đang trên bờ vực phá sản thành một công ty trị giá 50 tỷ USD là một thất bại? Giải thích, tao thách mày. Đó, và bạn có thể làm thế với rất nhiều những cái nhân vật khác nhau. Ví dụ như có nhân vật game, nhân vật hoạt hình, nhân vật từ phim ảnh, từ sách, người nổi tiếng, và cả những cái nhân vật chuyên về việc học ngoại ngữ nữa. Thậm chí là nếu như mà bạn kiểu là đam mê tiểu thuyết, ngôn tình, đam mỹ gì đó, thì bạn có thể tìm một cái nhân vật tiểu thuyết ở trên này. Ví dụ như là mình sẽ tìm boyfriend ở trên này và sẽ có những cái tính cách của người, của nhân vật đó. Ví dụ như mình thích a rich boyfriend chẳng hạn, đúng không? Mình sẽ chọn là your billionaire boyfriend và biên kịch ra một câu chuyện tình giữa mình và cái nhân vật đó. Và đây là một trong những cái cách mà mình cảm thấy là mọi người có thể thực sự tìm thấy niềm vui trong việc học, dù là nó hơi tự kỷ ám thị một chút nhưng mà nó vẫn rất là hiệu quả ấy. Và mình đã cố tình để ngữ pháp ở cuối cùng của video vì mình cũng tin rằng là ngữ pháp nên là thứ mà bạn học sau cùng. Một trong những cái lời khuyên mà hầu hết các polyglot mà mình theo dõi trên thế giới đều nhắc đến, đấy là chúng ta không nên bắt đầu việc học ngoại ngữ bằng việc học ngữ pháp, bởi vì nó sẽ giống như là chúng ta chưa biết bò nhưng mà đã bị bắt phải tập chạy rồi ấy. Trong khi đó, nếu như mà chúng ta đã biết bò, chúng ta đã biết đi, thì cái việc chạy nó sẽ đến với bạn một cách rất là tự nhiên. Thì cái việc học ngữ pháp nó cũng nên bắt nguồn từ việc là bạn phát hiện ra được những cái pattern lặp đi lặp lại thông qua việc nghe, việc đọc, việc sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày. Rồi khi bạn hứng thú với nó thì bạn mới đi đọc tìm hiểu về nó, chứ không phải là học thuộc cái ngữ pháp đó như một con vẹt. Và có thể bạn chưa biết là trong cuộc sống hàng ngày thì người bản ngữ sử dụng thì hiện tại đến 49% trong những cái cuộc hội thoại của họ. Cho nên là nếu như bạn chỉ học giao tiếp thì mình nghĩ bạn chỉ cần đọc về 4 cái thì ngữ pháp phổ biến nhất này và 9 quy tắc ngữ pháp quan trọng nhất là đã đủ. Nếu như bạn có mong muốn và có thời gian để học sâu hơn về ngữ pháp thì bạn nên mua những cuốn sách như là Giải thích ngữ pháp Mai Lan Hương. Và cái cách học của mình ngày xưa, mình hoàn toàn là tự học cuốn này. Mình sẽ tự giảng lại cho bản thân cái đầu mục kiến thức đó, giống như là mình là giáo viên ấy, giống như mình đang giảng lại cho một đứa em, hay là thậm chí là giảng cho bố mẹ mình nghe. Bởi vì mọi người phải thực sự hiểu nó thì mọi người mới có thể giảng cho người khác được, đúng không ạ? Sau khi mà tự giảng cho bản thân thì mình sẽ làm bài tập. Mấu chốt ở đây là ấy, mọi người nên có một cuốn sổ ghi lại những cái lỗi sai, những câu mọi người làm sai. Và mình có đến 4 năm cuốn sổ như thế, mình ôn nó giống như là mình ôn từ mới ấy. Mình sẽ lặp lại ngắt quãng và chủ động gợi nhớ cho đến khi nào mà mình không mắc lại lỗi sai đó nữa thì thôi. Và nhờ vậy, dù mình chỉ luyện 5 đề nhưng mà điểm tiếng Anh của mình vẫn sẽ cao hơn những bạn có khi các bạn luyện đến 50 đề khác nhau. Bởi vì các bạn không ôn lại những cái lỗi sai thì dù làm thêm đề mới bạn ấy vẫn mắc những cái lỗi tương tự. Trong khi đó thì mình đã nắm rất là rõ cái bản chất của cái đầu mục ngữ pháp rồi, mình sẽ không bao giờ mắc lại những cái lỗi sai tương tự nữa. Cuối cùng chúng mình cùng nhau đến với phần lộ trình cụ thể từng ngày học cái gì. Tất nhiên là cái này nó còn phụ thuộc vào mỗi người, mỗi ngày có thể dành ra được bao nhiêu thời gian để học tiếng Anh. Ở đây thì mình đã tạo sẵn một cái file kế hoạch học tập trên Google Sheet để mọi người có thể dễ dàng tải về và tham khảo. Tất nhiên là nếu mọi người thích viết trên sổ thì mọi người cũng có thể làm một cái template tương tự, nhưng mà mình thì thích Google Sheet hơn bởi vì là nó có thể đặt sẵn công thức tính. Thì ví dụ như ở đây, ngày đầu tiên mọi người sẽ làm bài test đầu vào và mình để sẵn tất cả các resources, những cái nguồn học để mọi người có thể
dễ dàng, nhanh chóng tra cứu và truy cập. Giả dụ như mọi người làm được cái level hiện tại của mình là 3.0, mọi người sẽ tự điền vào đây mục tiêu của mình IELTS được bao nhiêu, nếu có thể, nếu cần thì mọi người lịch thi là ngày bao nhiêu, và như vậy thì còn bao nhiêu ngày để học. Và ở đây là mọi người đặt cái mục tiêu là thời lượng học mỗi ngày bao nhiêu phút. Thì ngày thứ hai mình sẽ dành thời gian để mua sách vở này, đăng ký khóa học này, rồi ngày thứ ba lên kế hoạch học, vân vân. Và mọi người nên chia nhỏ các kỹ năng ra học cách quãng để cho đỡ bị chán ấy. Một cái con số nữa mà mình cũng theo dõi đấy là số lượng từ mới cần học và số từ mình đã học. Thì mình khuyên mọi người là không nên đặt mục tiêu quá tham vọng ngay khi vừa bắt đầu. Ví dụ như mình muốn học 10 từ vựng thì ban đầu mình chỉ cần yêu cầu bản thân là học 2 từ mỗi ngày, xong tăng dần lên thành 3 từ, 5 từ, xong là 6 từ dần dần cho đến khi 10 từ. Khi mọi người hoàn thành xong nhiệm vụ ngày hôm đấy thì mọi người có thể tích vào đây, và mọi người sẽ thấy là có hai cái thông số nữa mình tính cho mọi người là cái longest streak. Ai mà chơi với con cú Duolingo thì sẽ biết cái chỉ số này, tức là cái số ngày liên tiếp mọi người học được dài nhất là 9 ngày, và current streak là cái số ngày liên tiếp mọi người học được dài nhất cho đến hiện tại là 5 ngày. Hãy luôn cố gắng, nếu như ngày hôm đó mọi người không thể dành ra 15 phút để học tiếng Anh thì chỉ cần dành ra 3 phút, 5 phút để học cũng được, để hình thành cho mình một cái thói quen đấy là dù cơm bữa có thể bỏ nhưng mà tiếng Anh thì không bỏ một ngày nào. Thì dần dần nó sẽ trở thành một cái thói quen, mọi người có thể dễ dàng duy trì nó hàng ngày. Nhưng mà kể cả là ngày nào mà mọi người thực sự là quá bận mà không thể học được ấy, thì mọi người có thể nốt vào cái cột journal này, kiểu như là mình phải làm overtime nên là mình không học được chẳng hạn. Thì sau này khi mình nhìn lại mình cũng có thể thấy được cái hành trình mình học tiếng Anh nó đã dễ dàng như thế nào, gặp cái khó khăn gì hay là có cái niềm vui gì không. Vậy là mình đã dốc hết tất cả những vốn liếng của mình về việc học tiếng Anh trong video này, và đây là những cái phương pháp mà hiện tại bây giờ khi đang tự học tiếng Trung mình cũng áp dụng, nên mình mong rằng là bạn sẽ thấy nó hữu ích với bạn. Thực sự thì có cả ngàn phương pháp, cả ngàn tài liệu học tiếng Anh ở ngoài kia, quan trọng nhất vẫn là chúng ta phải bắt đầu ngay bây giờ và thực sự kiên trì kỷ luật, duy trì việc học nó mỗi ngày. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi là năm 2023 sẽ kết thúc. Thông qua video này mình chúc cho mọi người có thể thực sự chinh phục được tiếng Anh, một cái ngoại ngữ mà mọi người đã dành rất nhiều năm thanh xuân để theo đuổi. Và nếu như bạn thấy video này hữu ích, đừng quên like, share, subscribe và comment bên dưới cho mình biết. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye.